Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và đoàn công tác đã đến kiểm tra việc triển khai thực hiện quyết định số 23, nghị quyết số 18 của Chính phủ, quyết định số 25 của Ủy ban dân tỉnh về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Mỏ Cày Bắc. Đến nay, huyện Mỏ Cày Bắc đã rà soát lập danh sách để hỗ trợ cho 11.086 trường hợp, 206 doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo nghị quyết số 68 và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định số 25 của Ủy ban dân tỉnh với kinh phí trên 20 tỷ 800 triệu đồng. Huyện hoàn thành chi hỗ trợ cho 649 trên 682 người bán lẻ vé số với số tiền trên 973 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thực hiện, huyện Mỏ Cày Bắc còn gặp một số khó khăn như tiến độ rà soát lập danh sách đề nghị hỗ trợ các nhóm đối tượng còn chậm. Đối với nhóm lao động tự do, người lao động đi làm thuê ngoài tỉnh không có giấy xác nhận nơi làm việc nên gặp khó trong khi hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ. Một số doanh nghiệp chưa chủ động lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách cho người lao động tại đơn vị. Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Mỏ Cày Bắc cần chủ động, tích cực, khẩn trương trong triển khai chính sách, thành lập hội đồng xét duyệt ngay khi có hồ sơ các xã gửi lên, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ rà soát, xác định nhóm đối tượng được hỗ trợ, nhất là người lao động bị ảnh hưởng, bởi người dân đang rất trông chờ chính sách hỗ trợ, làm chậm là có lỗi với dân. Đối với các xã, cần bám sát thực tế để giải quyết nhanh, đối tượng lao động tự do đang chiếm số lượng đông nhất, cần được hỗ trợ khẩn trương, hồ sơ hoàn thành được bao nhiêu thì chuyển về huyện xét duyệt. Trong quá trình rà soát hồ sơ, phải đảm bảo chính xác, đúng quy định, không để sai sót, đảm bảo quyền lợi của người được hỗ trợ.